với mong muốn tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh khí, đảm bảo cân bằng thị trường, hướng tới đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện các mục tiêu chính sách của Đảng và Nhà nước. Vừa qua tại Hà Nội, báo điện tử VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tổ chức diễn đàn Tiềm năng phát triển thị trường điện khí tại Việt Nam. Nghị quyết số 55 NQTU về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặt ra nhiệm vụ trong phát triển công nghiệp khí như ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhập khẩu và tiêu thụ LNG, đồng thời chú trọng phát triển nhanh nhiệt điện khí sử dụng LNG, đưa điện khí dần trở thành nguồn cung cấp điện năng quan trọng, hỗ trợ cho điều tiết hệ thống. Theo các chuyên gia, cơ hội cho việc sử dụng LNG cho Việt Nam được đánh giá cao vì LNG là dạng năng lượng có phát thải thấp, đang có xu hướng sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, phát triển điện khí LNG ở Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức về thị trường, nguồn vốn, chính sách, mà phần lớn những vấn đề này giải quyết rất khó. Vì vậy, diễn đàn Tiềm năng phát triển thị trường điện khí tại Việt Nam là cần thiết và ý nghĩa, là cơ hội để các cơ quan quản lý nhà nước, bộ, ngành, cơ quan lập pháp và các nhà nghiên cứu kinh tế cùng thảo luận, trao đổi thông tin và kiến thức về năng lượng, đồng thời tìm giải pháp cho những vướng mắc trong quy định, thể chế đối với phát triển ngành công nghiệp khí, điện khí, từ đó đóng góp hoàn thiện các quy định, cơ chế, chính sách hướng tới phát triển hiệu quả, bền vững lĩnh vực điện khí LNG tại Việt Nam nói riêng và sự phát triển ngành năng lượng Việt Nam nói chung.